Chiều ngày mùng 1 tháng 6 tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức hội nghị giao ban tháng 5 năm 2023. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Sau khi nghe các cơ quan đơn vị báo cáo và ý kiến của một số đại biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương những kết quả nổi bật của các cơ quan đơn vị đã đạt được trong thời gian qua. Đánh giá kết quả thực hiện các mặt công tác trong tháng 5 năm 2023, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam đã chỉ đạo toàn quân triển khai thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Nổi bật là duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Tổ chức huấn luyện giáo dục đào tạo cho các đối tượng đúng nội dung chương trình kế hoạch, kiểm tra 3 tiếng nổ đối với chiến sĩ mới bảo đảm an toàn, kết quả cao hơn năm trước tập huấn diễn tập hội thi hội thao được tổ chức thực chất hiệu quả triển khai chặt chẽ điều chỉnh tổ chức lực lượng bảo đảm vũ khí trang bị cho các nhiệm vụ hoàn chỉnh các chiến lược đề án báo cáo thường vụ quân ủy trung ương quân ủy trung ương đúng tiến độ các cơ quan đơn vị kịp thời tổ chức lực lượng phương tiện tham gia ứng phó phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn cứu hộ tại các địa phương về phương hướng thực hiện nhiệm vụ tháng 6 năm 2023, đồng chí tổng tham mưu trưởng yêu cầu toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo dõi nắm chắc tình hình nhất là các địa bàn trọng điểm biên giới đất liền trên không trên biển tăng cường tuần tra kiểm soát ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới tuyên truyền ngăn chặn tàu nước ngoài xâm phạm vùng biển và bảo vệ an toàn hoạt động kinh tế biển của việt nam đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo không theo quy định chỉ đạo các cơ quan đơn vị tổ chức huấn luyện cho các đối tượng Bảo đảm nội dung chương trình kế hoạch, kiểm tra kết quả huấn luyện giai đoạn 1 năm 2023, đẩy mạnh nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng mối quan hệ cán binh, chiến sĩ mới và chiến sĩ cũ, tăng cường các hoạt động kiểm soát quân sự, kịp thời chấn chỉnh quân nhân và các phương tiện quân sự hoạt động ngoài doanh trại, tuần tra canh gác bảo vệ cơ quan đơn vị an toàn. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng chí tổng tham mưu trưởng yêu cầu lãnh đạo chỉ huy các cơ quan đơn vị phân công phân nhiệm cụ thể nêu cao tinh thần trách nhiệm thường xuyên bám sát thực tiễn có các giải pháp đồng bộ linh hoạt tổ chức thực hiện quyết liệt triệt đề bảo đảm chất lượng vững chắc